Chiều ngày 25 tháng 6, câu lạc bộ Nam Định đã đánh bại Khánh Hòa, qua đó giành chức vô địch V-League 2023-2024 sớm một vòng đấu. Đội bóng Thành Nam đã khép lại một mùa giải đáng nhớ với danh hiệu đầu tiên tại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Không băng băng về đích như những nhà vô địch trước đây, cái cách mà Thép Xanh Nam Định trở thành tân vô địch Nagov Village gian nan hơn rất nhiều bởi phải đợi đến vòng áp chót mới có thể nâng cúp sau chiến thắng trước Khánh Hòa trên sân Thiên Trường. Dù thế, đội bóng Thành Nam bước lên bục vinh quang cũng là xứng đáng với những gì được đầu tư trong hai mùa giải gần đây. Thép Xanh Nam Định chiêu mộ hàng loạt ngôi sao sáng nhất Village từ nội đến ngoại binh về sân Thiên Trường như Hồng Duy, Văn Toàn, Hendrio, Rafferson, tạo ra chiều sâu trong đội hình mạnh nhất giải đấu. Không chỉ đầu tư về tài chính, sự cuồng nhiệt tiếp tục được người hâm mộ Thành Nam phát huy khi luôn dẫn đầu giải đấu về lượng khán giả ở mỗi vòng. Trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch, hơn 3 vạn cổ động viên Nam Định đổ về sân Thiên Trường là một minh chứng. Tình yêu sự đầu tư lớn như thế nên việc Thép Xanh Nam Định giành lại chức vô địch giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam sau gần 4 thập niên chờ đợi với bao thăng trầm vô cùng xứng đáng.